Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 19 tháng 5 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Inter Miami thắng kịch tính, vững vàng ngôi đầu bảng. Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của giải nhà nghề Mỹ MLS, Inter Miami của Messi có màn tiếp đón cao thủ DC United, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Sau quá thời gian bị trì hoãn vì lý do thời tiết, tiếng còi khai cuộc cuối cùng cũng đã vang lên. Miami với lợi thế sân nhà cùng sự hiện diện của ngôi sao Lionel Messi đã sớm chiếm lĩnh thế trận, đẩy cho đối thủ co cụm về phần sân nhà để phòng ngự. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía hướng thành của DC United. Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ thành Bruno lên đồng, các chân sút của đội chủ nhà cũng đành bất lực. Về phía Lionel Messi, anh tiếp tục trở thành điểm sáng trên hàng công của Miami. Phút 71, tiền đạo người Argentina đã có pha khống chế bóng gọn gàng bằng ngực trước khi tung ra cú dứt điểm xa uy lực. Nhưng sau đó Bruno vẫn khước từ bàn thắng của ngôi sao đến từ Nam Mỹ. Trước hệ thống phòng ngự kiên cố mà đội khách đã dựng lên, Miami đứng trước nguy cơ bị Cincinnati vượt mặt khi đoàn quân của huấn luyện viên Chris Albright đánh bại cao thủ St. Louis với tỷ số là 3-1. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, tận dụng một thoáng lơ là mất tập trung đến từ hàng phòng ngự của đối phương, Leonardo Capana đã ghi bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Có đó tiếp tục dẫn đầu cuộc đua MLS với một điểm nhiều hơn đối thủ Cincinnati, nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Arsenal diễn tập nâng cúp. Vào tối ngày hôm nay, Premier League sẽ hạ màn với loạt trận vòng 38. Hiện Manchester City đang hơn đội xếp thứ 2 Arsenal 2 điểm. The Citizens và pháo thủ sẽ lần lượt tiếp đón West Ham và Everton. Nếu đánh bại West Ham, Manchester City chắc chắn sẽ lên ngôi vô địch. Sau khi đó thì để lấn ngược thế cờ, pháo thủ bắt buộc sẽ phải hạ gục Everton, đồng thời hy vọng Manchester City mất điểm trước The Hammers. Do đó vẫn còn cơ hội vô địch nên Arsenal sẽ phải chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Cụ thể thì pháo thủ đã tổ chức buổi diễn tập nâng cúp Premier League. Chi tiết hơn, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Arsenal đã giăng các biểu ngữ ghi nhà vô địch Premier League trên khắp sân Emirates, trong khi một sân khấu có logo Premier League đã được dựng lên ở phía chính giữa sân vận động. Sau đó thì các nhân viên của Arsenal đã bước lên bục nơi đặt một chiếc cúp Premier League giống hệt, thậm chí là bắt tay và giả vờ đeo huy chương cho người chiến thắng khi thông báo của sân vận động đọc tên các cầu thủ. Vào ngày mai, ban tổ chức Premier League sẽ chuẩn bị hai cúp đặt ở cả hai sân vận động Etihad và Emirates. Một thợ khắc chuyên nghiệp sẽ có mặt tại mỗi địa điểm để sẵn sàng khắc tên đội vô địch lên cúp. Ngoài ra thì một bộ 40 huy chương cũng đã sẵn sàng được trao tại mỗi sân. Về phần mình, nếu vô địch Premier League thì Arsenal sẽ tổ chức cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần trên khắp đường phố ở London vào ngày mai. Ronaldo tin rằng Man City vô địch. Tâm điểm bóng đá thế giới đêm ngày hôm nay là vòng hạ màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Trước lượt trận cuối cùng, cuộc chiến vô địch tay đôi giữa Manchester City và Arsenal vẫn chưa hề ngã ngũ. Trong cuộc đua song mã đến thời điểm này, Man City chiếm ưu thế hơn so với Arsenal. Hiện tại, Man Xanh đang đứng đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ vô địch nếu như thắng West Ham ở trận đấu diễn ra vào 22 giờ đêm nay trên sân Etihad. Ngay cả khi hòa hoặc thua West Ham, Man City vẫn sẽ vô địch chung cuộc nếu như Arsenal xảy chân trước Everton ở trận đấu cuối cùng diễn ra cùng giờ trên sân Emirates. Về phía Arsenal thì pháo thủ phải thắng Everton bằng mọi giá, đồng thời hy vọng Manchester City sẽ hòa hoặc thua West Ham để lên đỉnh. Trong trường hợp Arsenal thắng Everton, còn Manchester City hòa West Ham, khi đó thì hai đội sẽ có cùng 89 điểm. Nếu kịch bản này xảy ra thì thầy trò huấn luyện viên Arteta sẽ vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Hiệu số bàn thắng bại hiện tại của Arsenal là dương 61, còn con số này của Manchester City là dương 60. Vì nắm quyền tự quyết nên Manchester City sáng cửa vô địch Premier League lần thứ 4 trong lịch sử. Tương tự siêu máy tính của Opta và nhiều chuyên gia nhận định, Ronaldo cũng đặt cửa cho cao thủ Manchester City. Cụ thể, khi tham dự trận đấu quyền Anh giữa võ sĩ người Ukraine Alexander Usyk và võ sĩ người Anh Tyson Fury tại Saudi Arabia rạng sáng nay, khi được ông bầu quyền Anh Frank Gordon hỏi về cuộc đua vô địch Premier League giữa Manchester City và Arsenal ở vòng hạ màn, Ronaldo cười và nói rằng Arsenal ấy không thể vô địch mùa này. Trước Cristiano Ronaldo, nhiều huấn luyện viên nổi tiếng ở thế giới, trong đó có những cả huyền thoại của Arsenal mà điển hình là Paul Merson và Thierry Henry cũng đều dự đoán Manchester City nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công ngôi quán quân. Riêng Thierry Henry, huyền thoại bóng đá Pháp cho hay, ông hy vọng Arsenal vô địch nhưng không tin thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola có thể bỏ lỡ cơ hội lên đỉnh tại Etihad. Alonso tuyên bố về chung kết Europa League. Huấn luyện viên Xabi Alonso vui mừng và tuyên bố đáng chú ý sau khi cùng Bayer Leverkusen giành chức vô địch Bundesliga mùa giải 2023-2024 với thành tích bất bại. Đội bóng của Xabi Alonso đã giành được chức vô địch Bundesliga đầu tiên vào tháng trước, nhưng thầy trò huấn luyện viên Alonso vẫn quyết tâm làm nên lịch sử với mục tiêu kết thúc mùa giải với thành tích bất bại. Chỉ nói riêng ở Bundesliga, Leverkusen đã thắng 28 trận,
hòa 6 trong 34 trận tại giải vô địch quốc gia mùa này, ghi 89 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 24 bàn. Lần cuối cùng họ phải chịu thất bại là vào tháng 5 năm 2023 khi họ bị Bochum đánh bại 0-3. Gộp cả việc vừa đánh bại Augsburg với tỷ số 2-1 thì chuỗi trận bất bại kéo dài cả mùa giải của Leverkusen hiện đã lên tới con số 51 trận trên mọi đấu trường và 2 chiến thắng ở 2 trận chung kết còn lại sẽ giúp họ giành cuốn 3 lịch sử và tất cả đều bất bại. Phía trước Leverkusen sẽ là chung kết Europa League với Atalanta, sau đó là gặp cao thủ Kaiserslautern ở trận chung kết quốc gia Đức. Nhưng đó là chuyện của những ngày tới. Còn hôm nay thì Xabi Alonso ăn mừng cùng cao trò và ngưỡng mộ sau khi nào lên lịch sử cũng như đã được trao chiếc đĩa bạc danh giá. Sau đó vị trí đưa ra đến từ Tây Ban Nha có cuộc họp báo đầy cảm xúc và nói rằng mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Cảm xúc của tôi bây giờ, tôi xúc động và vô cùng hạnh phúc. Tất cả chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Nó hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành mục tiêu bất bại. Đó là điều mà chúng tôi luôn khao khát. Tôi tự hào với các học trò của mình. Họ đã có một mùa giải không thể tuyệt vời hơn. Người hâm mộ có thể ăn mừng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tận hưởng điều này và sau đó sẽ lấy lại tinh thần, tâm lý vào ngày mai. Đây là một ngày quan trọng đối với câu lạc bộ. Thật không thể tin được. Khi tôi lên khán đài để ăn mừng với cổ động viên, tôi nhận ra rằng họ ở đó vì chúng tôi. Họ toàn tâm toàn ý với đội bóng và chúng ta có thể cảm nhận điều đó. Với 90 điểm, Leverkusen đã có một mùa giải mạnh mẽ vô cùng. Kỷ lục là 91 và chúng ta đã bỏ lỡ kỷ lục đó, nhưng vẫn bất bại là một điều phi thường. Sau ngày hôm nay toàn đội sẽ hướng tới mục tiêu lớn tiếp theo. Tuần tiếp theo là tuần cực kỳ quan trọng với Leverkusen khi mà chúng tôi có cơ hội giành thêm những chiếc cúp. Leverkusen đã khắc tên mình vào lịch sử Bundesliga. 20 năm nữa, chúng tôi sẽ nhìn lại và tất cả đều có thể nói rằng, chà, chúng ta đã làm được. Thắng Nam Định, huấn luyện viên Viettel tiến cử cả đội lên tuyển. Viettel có màn ngược dòng ngoạn mục trước cao thủ thép Nam Định ở vòng 19 V-League. Trận đấu này có sự hiện diện của huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang Sik cùng trợ lý Choi Won-won, chuyên gia thể lực Shang Wan. Ở cuộc báo sau trận, khi được phóng viên đặt câu hỏi rằng sẽ tiến cử gương mặt nào cho huấn luyện viên Kim Sang Sik ở đội tuyển, huấn luyện viên Đức Thắng bất ngờ cho biết: "Tôi tiến cử cả 21 cầu thủ thể công Viettel lên đội tuyển Việt Nam." Đồng thời, huấn luyện viên Đức Thắng cũng chia sẻ về lý do giúp câu lạc bộ Viettel giành số điểm tuyệt đối cho ứng viên vô địch. "Tinh thần, thể lực và sự quyết tâm đã giúp chúng tôi giành 3 điểm. Tôi cùng cao thủ đã có phương án cho trận đấu này. Tôi xếp 2 người mới, Hồng Phúc, Đinh Tuấn Tài vào sân. Cộng với Công Phương và Sơn Thành Người là 3, đó là sức trẻ muốn thể hiện bản thân. Họ có sức trẻ, khát khao chứng tỏ bản thân, giúp họ hòa nhập. Họ được đào tạo chung từ một cái nôi nên rất hiểu ý nhau, phối hợp dễ dàng hơn cầu thủ trẻ ở các đội mà đến từ nơi khác về. Chiến thắng này giúp thể công Viettel có ưu thế điểm số về tinh thần. Hôm qua Hà Tĩnh đã có chiến thắng để có 24 điểm, hôm nay chúng tôi cũng có chiến thắng để có 24 điểm, bám sát nhóm trên. Trong bối cảnh chúng tôi thiếu vắng lực lượng, hai cầu thủ phải mổ ruột thừa, một cầu thủ kiểm tra tim, rõ ràng chiến thắng này là rất quan trọng. Các cầu thủ trẻ đã chơi rất hay, mang về chiến thắng cho thể công Viettel. Lo lắng về tình hình lực lượng thì đương nhiên, nhưng cầu thủ đội trẻ của thể công Viettel đang trưởng thành. Chiến thắng trước đội đầu bảng ngày hôm nay sẽ mang về đà tâm lý rất tốt cho những cầu thủ trẻ. Như vậy là Viettel đã bất bại trong 3 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Đức Thắng sẽ gặp Khánh Hòa, Công an Hà Nội, Hải Phòng ở 3 vòng đấu tới. Sau đó giải quốc nội tạm nghỉ, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2026 và khả năng Viettel sẽ có khá nhiều nhân tố được huấn luyện viên Kim Sang Sik lựa chọn cho đợt hội quân đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.